Cuộc sống của con gái Mai Phương bên vú nuôi từ khi còn nhỏ. Cặp chị em song sinh chăm sóc La Vi từ lúc còn nhỏ nên tình cảm rất thân thiết, chẳng khác nào những người ruột thịt trong gia đình. Sự ra đi của nữ diễn viên Mai Phương để lại nỗi buồn khôn xiết cho người thân, bạn bè và tất cả những khán giả mến mộ cô. Trong đó, người chịu mất mát có lẽ là La Vi, con gái Mai Phương. Sự hồn nhiên ánh mắt ngây thơ của La Vi trong đám tang mẹ, khi nhìn thi hài mẹ lần cuối khiến ai nấy đều xót xa. Điều mà mọi người không ngừng lo lắng và liên tục bàn tán trong những ngày qua, đó là ai sẽ chăm sóc bé La Vi. Hiện tại, theo thông tin được biết thì Phùng Ngọc Huy đang chờ hết dịch bệnh, cũng như chuẩn bị giấy tờ để giành quyền nuôi bé. Bé La Vi hiện tại cũng không ở với ông bà ngoại, mà ở cùng với người đã giúp đỡ nuôi bé từ năm 2 tuổi. Đây là chia sẻ của nữ ca sĩ Đăng Kim, bạn gái hiện tại của Phùng Ngọc Huy. Trước đó, bạn của Mai Phương từng chia sẻ rằng lúc Mai Phương phát bệnh, thì người nuôi bệnh là hai bạn song sinh và bạn bè thay nhau chăm sóc. Người nhà chỉ đến cho có mặt chứ không giúp gì, từ việc mua đồ ăn giặt giũ, đưa đón con đi học. Đều là hai bạn giúp việc và bạn bè lo. Về di chúc, ban đầu Phương di nguyện là để con lại cho hai bạn song sinh giúp hỗ trợ. Sau đó dự định sẽ ký giấy từ con để nhờ sư cô tìm gia đình nào đó để nhận nuôi ở Mỹ và cho La Vi đi nước ngoài khi Phương mất. Có thể thấy ngoài Ốc Thanh Vân thân thiết thì cặp song sinh chăm sóc Mai Phương cũng rất hay được nhắc tới. Và theo như tìm hiểu, cặp song sinh này rất thân thiết với Mai Phương cũng như bé La Vi. Trên Facebook có rất nhiều ảnh vui vẻ thân thiết cùng nhau. Từ bé La Vi đã được hai người này chăm sóc, cho ăn ngủ, đưa đi chơi, đi du lịch, tình cảm gắn bó như ruột thịt. Thậm chí trong bài viết tri ân với những người yêu mến bé La Vi, Ốc Thanh Vân cũng đề cập tới hai người này. Cô viết: cảm ơn hai cô Mi Châu và Mi Châu, tên Facebook nhân vật đã thay ông bà và ba mẹ chăm sóc con suốt thời gian qua. Hai chị em bé Mi chăm La Vi từ khi bé còn nhỏ. Đây chính là hai người đã giúp Mai Phương chăm sóc La Vi từ nhỏ. Mai Phương rất quý mến, thân thiết và tin tưởng hai người này. Thậm chí nữ diễn viên còn dự định viết di chúc cho hai người này nuôi bé La Vi. Trên trang cá nhân của hai vú nuôi có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên La Vi. Mọi hoạt động của La Vi đều được hai người này chăm lo chu đáo. Nhiều khoảnh khắc đáng yêu của La Vi từ bé được chia sẻ. Bé La Vi cũng rất thân thiết với hai người vú nuôi này. Vì gắn bó lâu nên hai người vú coi La Vi như con của chính mình. Từng bước đi chập chững hay những ngày đầu đi học, La Vi đều được vú nuôi săn sóc chu đáo. Hiện tại rất nhiều người quan tâm và muốn nuôi bé La Vi.